Do nếu chẳng niệm chư Phật vị lai sẽ chẳng thể phát đại bồ đề tâm, chế phục chàng ngạo mạn trong hết thời cảnh, vẫn còn có thành kiến phàm thánh, làm sao lìa trọn vẹn bốn tướng, triệt chứng nhất chân cho được. Nếu thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, thì tâm sẽ tự chẳng còn có tình kiến phàm thánh để được nữa, để mới rốt ráo đoạn trừ phiền não, rốt ráo viên chứng tự tâm. Nếu chẳng niệm trọn vẹn chư Phật trong quá khứ và hiện tại, thì có lẽ cái tâm niệm A Di Đà Phật sẽ bị câu nệ hạn cuộc, chẳng thể viên mãn trọn khắp. Vì thế dạy người niệm Phật, dẫu niệm một Đức Phật, nhưng niệm trọn tam thế chư Phật, tùy niệm trọn hết tam thế chư Phật, nhưng ắt phải chuyên dốc sức nơi A Di Đà Phật, ngõ hầu tìm cái tâm niệm Phật theo chiều ngang, trọn khắp mười phương, theo chiều dọc, tột cùng ba đời. Đây chính là cái tâm niệm Phật này và tâm của mười phương ba đời chư Phật, không lúc nào chẳng thấy hợp nhau. Bộ luận này ý nghĩa sâu rộng, nếu chẳng chú thích, chắc có lẽ người đọc sẽ gặp tận mặt mà bỏ lỡ, cũng như chưa chắc đã khỏi hiểu lầm lý sự. May mà lão Pháp Sư Đế Nhàn thuộc tông Thiên Tai, chẳng tiếc tinh lực, riêng soạn sớ giải, để dù văn hay nghĩa đều được sáng tỏ, lợi ích ấy há diễn tả được ư? Cư sĩ trí tịnh, tu tịnh nghiệp đã lâu, tâm lại người tha thiết, phát tâm in 5.000 bộ để tặng cho các vị tăng tục tu tịnh độ. Xin tôi trình bày đại ý của bộ luận, ngõ hầu người đọc ngay từ đầu đã thấy được chỗ chỉ quy của bộ luận. Do vậy, chẳng này thô lậu trình bày đại lược những điều ẩn chứa, để người đọc biết pháp môn tịnh độ là pháp môn vừa cạn vừa sâu, vừa là quyền vừa là thật. Hết thầy pháp môn hà sa diệu nghĩa, không pháp nào chẳng từ pháp giới này lưu lộ, không pháp nào chẳng trở về pháp giới này, do pháp này chính là pháp môn tổng trì, thành thủy thành chung, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, giới hóa độ chúng sanh. Nếu thấy lời này chẳng thích đáng, xin hãy chất vấn Phổ Hiền Bồ Tát là vị đã khuyên pháp 10 đại nguyện vương hướng dẫn về cực lạc. 11. Lời tựa cho bộ Di Đà Thánh Điển, năm Dân Quốc 20, 1931. Một pháp niệm Phật chính là tổng trì lời Phật dạy, nhưng có người chuyên niệm tự Phật, có người chuyên niệm tha Phật hoặc niệm tự Phật lẫn tha Phật bất đồng. Kẻ chuyên niệm tự Phật là như tham cứu sâu xa, đến cùng tận thời tướng trong các kinh để mong ngộ chứng, dùng trí chiếu bát nhã để thấu hiểu trọn vẹn được thể của hết thảy các pháp, ngũ ấm lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại, vân vân. Toàn là không, đích thân thấy được tánh chân như mầu nhiệm vốn sẵn có, hoặc như thiền tông khán những cầu thoại đầu, như người niệm Phật là ai, vân vân, để mong đích thân thấy được bản lai diện mục trước khi được cha mẹ sanh ra. Trong bốn loại niệm Phật, cách này được gọi là thật tướng niệm Phật. Chuyên niệm tha Phật thì có ba cách niệm. Một là quán tưởng, nghĩa là dựa theo thập lục quán kinh để quán, hoặc chuyên quán tướng bạch hào, hoặc chỉ quán thân Phật 1 trượng 6, hay thân 8 thước, hoặc quán pháp thân rộng lớn và quán trọn vẹn 16 phép quán. Hai là quán tượng, tức là đối trước hình tượng Phật, tưởng tướng hảo quang minh của Phật, vân vân. Ba là trì danh, tức là nhất tâm xưng niệm thánh hiệu A Di Đà Phật. Ba cách niệm Phật này tuy cách thức khác nhau, nhưng đều cần phải có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha thì mới hít cảm ứng đạo giao cùng Đức Phật được, mới có thể chắc chắn trong đời này lìa khỏi cõi xa bà này, sanh sang cõi cực lạc kia. Trong bốn thứ niệm Phật này chỉ có thật tướng niệm Phật là đế lý sâu xa nhất, nhưng chẳng dễ gì tu được, do cậy vào giới định huệ và sức tham cứu quán chiếu soi xét của chính mình, chứ không có tha lực nào khác phụ trợ. Nếu chẳng phải là hạng túc căn chín muồi thì ngộ còn chưa dễ gì đạt được, huống là thật chứng. Chỉ có chỉ danh niệm Phật thực hiện dễ dàng nhất, thành công nhanh nhất. Nếu có thể nhiếp trọn 6 căn tịnh niệm liên tục, ác sẽ đích thân chứng được niệm Phật tam muội ngay trong đời này, lâm chung chắc chắn vãng sanh thượng phẩm. Dẫu căn cơ hèn kém chưa chứng được tam muội, chỉ dùng lòng tin chân thành chỉ danh hiệu Phật như còn nhớ mẹ, luôn luôn chẳng gián đoạn, đến khi lâm chung cảm ứng đạo giao, nương theo Phật tử lực đới nghiệp vãng sanh, chúng sanh đời mà chỉ có pháp này để nhờ cậy. Nếu không, chỉ gieo được cái nhân cho đời sau, khó được lợi ích thật sự. Nếu có thể trí tâm chỉ niệm, niệm đếm khi toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, không niệm mà niệm, niệm mà không niệm, tâm lẫn Phật cùng tỏ dạng, lại cùng mất hẳn, thì diệu lý thật tướng sẽ hiện rõ rành rành, ý báo chánh báo cõi Tây Phương triệt đẻ, hiện trọn vẹn. Tùy chỉ danh nhưng đạt thật tướng sâu xa, chẳng quán tưởng mà đích thân thấy được Tây Phương. Pháp chỉ danh nhiếp thọ căn cơ phổ biến nhất, được lợi ích sâu xa nhất, lợi lạc nhất cho kẻ độn căn trong đời mà pháp, thỏa thích lớn lao bản hoài xuất thế của Như Lai. Vì thế từ xưa,
hàng tri thức phần nhiều đều chuyên chú hút nơi một môn chỉ danh. Đây là nói đại lược về cách niệm tha Phật vậy. Còn như niệm tự Phật lẫn tha Phật thường được gọi là thiền tịnh song tu. Có người chuyên khán câu người niệm Phật là ai để mong minh tâm kiến tánh, chẳng chú trọng tín nguyện cầu sanh. Tuy tạo hồ thiền tịnh song tu nhưng thật ra là có thiền chẳng có tịnh, đã không có tín nguyện sẽ không có cách nào cậy vào Phật lực để đới nghiệp vãng sanh được. Nếu chưa đạt đến địa vị nghiệp tận tính không, vẫn chẳng thể cậy vào tự lực để liễu sanh thoát tử. Do vậy biết thiền tịnh song tu chỉ hạng người có đầy đủ tín nguyện sâu xa mới có thể được lợi ích, nếu không đương nhiên chẳng bằng chuyên dốc sức nơi một môn chỉ danh hiệu Phật. Pháp môn tịnh độ thật là pháp môn đặc biệt khế lý khế cơ trong cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai. Vì thế, vãng thánh tiền hiền, ai nấy đều hướng về, ngàn kinh muôn luận đâu đâu cũng chỉ bảo hướng về. Ông X ở Đông Doanh, Nhật Bản, trích lục những nghĩa lý diễn dương pháp niệm Phật từ các kinh luận, soạn thành bộ Di Đà Thuyết Lâm, nội dung phân thành 10 môn, diễn giảng thông suốt, nhất hạnh. Đáng là một bộ sách trợ giúp cho việc tu tịnh nghiệp. Cư sĩ Phạm Cổ Nông đích thân giáo chánh tra cứu đổi tên thành A Di Đà Phật Thánh Điển nhằm tỏ rõ ý nghĩa tôn sùng, nhưng những phần trích lược hoàn toàn chẳng nêu rõ nguồn gốc. Đợi khi nào có thời gian rảnh rỗi, cư sĩ sẽ dựa theo kinh mà phân định tường tận để hết thảy mọi người biết một pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương chính là đạo để hết thảy thượng tánh hạ phàm cùng tu. Ngõ hầu chẳng đến nỗi phạm những lỗi như sành lòng tự phụ, ta là bậc thượng căn chẳng chịu tu trì, hoặc tự hạ thấp, ta là hạ căn chẳng thể tu trì được. Thợ sắp chữ gần xong, cậy quang viết lời tựa, bèn ước theo những điều mình biết để giải bày. Nên biết rằng một pháp niệm Phật chính là pháp môn tổng trì, thành thủy thành trung, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo dưới hóa độ chúng sanh. Nếu chẳng tin tưởng được, xin hãy chất vấn Phổ Hiền Bồ Tát. 12. Lời tựa sách Tịnh Độ Tập Yếu, năm Dân Quốc 17, 1928. Thuốc không quý hèn, thuốc nào trị được bệnh thì thuốc ấy là thuốc hay. Pháp chẳng cạn sâu, pháp nào hợp căn cơ sẽ là pháp mầu nhiệm. Đang thời mạt pháp, căn cơ con người kém hèn. Nếu hút chẳng nương vào hoằng thệ nguyện lực của Đức Như Lai, ai có thể đoạn phiền hoặc để thoát sanh tử, thấy được bản tánh chứng vô sanh. Ý như bệnh đã lậm vào tạng phủ, tuy bệnh tình hòa hoãn vẫn không thể làm gì được. Nhưng nếu chỉ uống thuốc A Giả Đà trị chung vạn bệnh này, thì chuyện đoạn phiền hoặc để thoát sanh tử thấy được bản tánh chứng vô sanh vừa nói trên đây, ai nấy đều đích thân chứng được hoàn toàn chẳng khó khăn gì. Vì sao vậy? Do người ấy dùng lòng tin chân thành nguyện thiết tha, chỉ danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, lầm trùng chắc chắn sẽ được Phật tiếp dẫn để được vãng sanh, đã được vãng sanh thần cận Phật Di Đà dài lâu, theo gót hải chúng, còn có thể viên mãn bồ đề triệt chứng niết bàn rốt ráo, vướng là những chuyện đoạn phiền hoặc để thoát sanh tử, thấy được bản tánh chứng vô sanh. Vừa mới nói đó ư, do vậy biết rằng, trong thời tiết này, chỉ có một pháp này thích hợp cần cơ nhất. Nếu bỏ pháp môn cậy vào Phật lực này, để tu những pháp môn tự lực khác, đừng nói hạng trung hạ căn không cách trì mong mỏi, dẫu là thượng căn chắc chắn cũng khó lòng thành tựu ngay trong một đời được. Phần nhiều chỉ gieo nhân cho đời sau, khó được lợi ích thật sự. Vì thế, hàng tri thức xưa này cực lực hoằng dương pháp này, để mong trên báo ơn Phật dưới độ những người cùng hàng. Các ông Phan Huệ Thuần và Thiệu Huệ Viên ở Lưu Dương thuộc tỉnh Hồ Nam dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, xem xét thời tiết căn cơ, do vậy bèn tập hợp những ý nghĩa trọng yếu để sướng tịnh độ xưa nay, tạo thành một cuốn sách chia làm ba thiên. Thiên đầu là tập hợp sao lược biên tập những lời dạy từ tướng lưỡi rộng dài của Đức Phật, hơi tóm gọn một chút để làm bậc thang nhập môn đầu tiên cho hàng sơ cơ. Thiên giữa gồm những phần trích lục những lời khai thị thiết yếu nhất, viên đốn nhất trích từ sách Long Thư Tịnh Độ Văn, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát và ngữ lục của các đại sư Thiện Đạo Vĩnh Minh, Yêu Đàm Thiên Như, Liên Trì, Hám Sơn, Ngẫu Ích, Triệt Lưu, Tỉnh Am, Triệt Ngộ. Và gần đây nhất là cư sĩ Bằng Nhị Lâm, ngõ hầu người đọc từ cạn tiến đến sâu, lãnh ngộ đại lược chỉ thú của pháp môn tịnh độ. Thiền cuối cùng tập hợp những ghi chép về nghi thức niệm Phật, những kinh chú tịnh độ trong khóa tụng hàng ngày, và các bài văn hồi hướng để dùng làm nghi thức cho khóa tụng sáng tối. Cuối cùng là phần phụ lục về nhân duyên ứng hóa của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát và Đa Đa Hà Bồ Tát để nêu bật pháp môn tịnh độ khế hợp thời cơ sâu xa. Họ tính ấn hành lưu thông để biếu những ai có cùng chí hướng trong khắp cõi xem đọc. Do vậy bèn đặt tựa đề là Tịnh Độ Tập Yếu và lược thuật nguyên do của pháp môn tịnh độ. Ngõ hầu người đọc lẫn người nghe đều cùng sanh chánh tín, cùng tu tịnh nghiệp để có thể cùng sanh về tịnh độ, cùng chứng vô sanh để rồi cùng thành chánh giác.
13 lời tựa cho bộ lịch sử Cảm ứng thống kỷ năm Dân Quốc 18, 1929, lịch sử tường thuật những chuyện thanh bình hay loạn lạc, hiền hay ngu xưa nay. Cảm ứng là những chứng nghiệm về sự được mất tốt xấu xưa nay. Lịch sử nhiều quá ai có thể đọc trọn khắp từng chuyện cho được. Vì thế đặc biệt chọn lấy những sự tích cảm ứng rõ ràng nhất, ghi lại hết để cống hiến cho những người cùng hàng, hòng làm tấm gương cách vật trí tri, thành tâm chánh ý, tu thân tề gia trị quốc, bình thiên hạ. Ngõ hầu tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật, thiên hạ sẽ thái bình, nhân dân sẽ yên vui. Phải biết nói đến cảm ứng chính là nói đến nhân quả vậy. Tu nhân như thế nào sẽ được quả như thế ấy, như trồng dưa được dưa, gieo đậu được đậu. Nếu muốn tránh khỏi quả ác, ắt phải tu nhân lành. Nếu hư tạo ác nhân, quyết khó thể được thiện quả. Tôi thường nói nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian xuất thế gian, bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Nếu không có nhân quả, thiện sẽ không có gì để khuyên, ác không có gì để phạt, há còn bàn đến chuyện làm sáng tỏ minh đức để đạt đến trí thiện, đoạn phiền hoặc chứng bồ đề nữa ư? Do những ai biết có nhân quả, ác sẽ hướng lành lánh giữ, sửa lỗi hướng thiện, dứt lòng tà giữ lòng thành, đánh đổ lòng ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa, ngõ hầu được dự vào bậc thánh, mong liền được cõi cực lạc. Bậc thượng bèn yên vui mà làm, bậc trung bèn vì lợi mà làm, bậc hạ bèn miễn cưỡng làm, đều cùng trừ khử được vật dục để tỏ lộ lương tri, thoát đường mê lên bờ giác. Do vậy biết thánh hiền Phật Bồ Tát tham dự giúp đỡ cho đạo sanh thành dưỡng dục, xét từ cội nguồn đến kết thúc chẳng ngoài hai chữ nhân quả. Đấy là căn cứ lớn lao khiến cho thiên hạ xưa nay thanh bình hay loạn lạc, vững vàng hay nguy ngập, để được yên thân, giác ngộ cõi đời, siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Nếu muốn vãn hồi thế đạo, lòng người mà bỏ đi việc đề xướng nhân quả báo ứng, dẫu cho người ấy học thức, đạo đức, thần thông, trí huệ ngang bằng thánh hiền, Phật Bồ Tát vẫn chẳng làm gì được, huống là những kẻ kém cỏi hơn ư? Người đời thường tưởng nhân quả diệt mất không dấu vết, thường hay coi thường chẳng chịu suy xét sâu xa. Đối với những thứ nhân quả rõ ràng dễ thấy, có thể có những thứ nhân quả khác xen lẫn vào khiến cho khó thấy được sự báo ứng. Phàm phu mắt thịt chẳng biết nguyên do, bèn bảo thiện ác đều rỗng không, chẳng có nhân quả. Do vậy cậy vào thiện thiên kiến của chính mình cho là đích xác không lầm lẫn, coi lời của thánh hiền Phật Bồ Tát đều là hoang đường vô căn cứ, chẳng đáng noi theo. Từ đấy phủ phàng tà kiến của chính mình, lầm lạc khoe khoang là bậc thông gia, lập ra những nghị luận tự lầm lầm người. Do một đồn thành nhiều, biến đổi tận gốc càng thêm tệ hại, đến nỗi ảo ạt biến thành những thảm kịch, phế kinh điển, phế luân thường, bỏ lòng hiếu, mặc kệ lòng hổ thẹn, tranh thành đoạt đất, tàn sát lẫn nhau, mỗi mỗi đều diễn ra, đến nỗi thiên tai nhân họa giáng xuống hàng ngày, vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Xét đến cội nguồn nói chung là do chẳng biết nhân quả báo ứng mà ra. Năm Dân Quốc 13, 1924, vùng Giang Chiết đánh nhau, cư sĩ Ngụy Mai Tôn tản cư sang Thượng Hải, nghĩ cách muốn dứt sát kiếp để chấm dứt hoạn loạn cho tương lai. Tôi khuyên ông ta nên đọc khắp 24 bộ sử, chọn lấy những chuyện nhân quả báo ứng rõ ràng nhất, chép thành một bộ sách để làm gương răn mình cho các giới hít trong thiên hạ đời sau. Ông Mai Tôn rất hoan hỉ, từng nhiều lần thương lượng biện pháp, nhưng vì tuổi già tinh thần chẳng đủ, lại không có sức để người khác chịu nhọc nhằn thay cho chính mình, nên đành buồn bã bỏ dở giữa chừng. May sao tháng 9 năm Dân Quốc thứ 16, 1927, cư sĩ Nhiếp Vân Đài thỉnh được cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh biên tập, vâng lệnh của Thái Phu Nhân cung cấp chỉ dụng. Đến tháng 8 năm nay hoàn thành bản thảo, gặp đúng dịp ông Nhiếp Vân Đài dưỡng bệnh tại Lô Sơn, tôi bèn vượt quyền tiếm phận lo toàn những chuyện trình bày ấn hành vân vân. Do thỏa lòng mong mỏi của tôi, ông Nhiếp Vân Đài bèn vui vẻ giảo định và gom góp tiền bạc để khắc in rộng rãi, lần đầu in 2 vạn bộ, nay lại dùng loại giấy in báo in một bản với kiểu chữ tứ hiệu tự để mong cho giới thanh niên học sinh đều mua đọc được. Hai loại sách này mỗi thứ đều cho đánh máy thành 3 bản tận hết sức, chắc cũng in được mấy chục vạn bộ, khiến cho người đời đều biết nhân quả báo ứng tơ hảo chẳng sai. Do vậy sẽ giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, ngõ hầu thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui, sẽ trở thành sự thật chứ không phải chỉ là niềm hy vọng suông. 14. Lời tựa sách cảm ứng thiền trực giảng. Năm Dân Quốc 17, 1928, con người tánh vốn lành do đối cảnh chạm duyên, nhưng chẳng ra sức kiểm điểm xem xét cho nên khởi lên các chấp trước tốt xấu, đủ mọi thứ tỉnh kiến khiến bản tánh bị mai một, đều luôn là như thế.
Do vậy những vị thánh nhân thời cổ, vị nào cũng để lại ngôn giáo, mong cho con người hành theo để trở lại thuần thiện như thuở ban đầu. Những lời dạy ấy tuy nhiều, nhưng chẳng ngoài cách vật trí chi, làm sáng tỏ minh đức, ở yên nơi sự tốt lành tột cùng mà thôi. Trong chữ cách vật vừa nói đó, cách giống như cách đấu, trừ khử, chiến đấu. Giống như một người chống lại muôn người, vật là phiền não, vọng tưởng, mà cũng là cái được gọi là nhân dục, lòng ham muốn của con người trong cõi đời. Chiến đấu với lòng nhân dục vọng tưởng phiền não, ắt một phen phải đầy đủ ý chí chẳng khiếp nhược thì mới có hiệu quả thật sự. Nếu không tâm bị chuyển theo vật, làm sao trừ khử vật cho được? Chí có nghĩa là thúc đẩy. Mở rộng đến cùng cực, chi chính là lương tri, yêu thương cha mẹ, kính trọng anh sẵn có của chúng ta, chứ không phải do dạy dỗ do học hành rồi mới có. Nhưng thường nhân trong sự trưởng này, nếu chẳng phản tỉnh soi xét kiểm điểm thì từ đấy sẽ bị vật chuyển, chắc là lương tri yêu thương cha mẹ kính trọng anh ấy cũng bị mất đi. Còn mong trí thúc đẩy lương tri ấy đến cùng cực để đối phó khắp vạn sự, hàm dưỡng tự tâm nữa ư? Do vậy thánh nhân muốn con người làm sáng tỏ minh đức và yên nơi chỗ tốt lành tột cùng, bèn dạy con người chỗ thực hiện đầu tiên chính là trước hết phải khởi sự từ cách vật trí chi. Công phu vừa nói ấy mầu nhiệm không chi hơn được, nhưng muốn cho thường nhân y theo đó tu trì phải có khuôn phép đã hoàn chỉnh thì mới dễ được lợi ích. Ngũ kinh tứ thư đều là những khuôn phép đã hoàn chỉnh, nhưng do lời lẽ mênh mông lại còn rải rác trong các sách, chẳng được tập hợp lại chia theo từng loại, hơi khó để bắt chước theo. Kẻ chưa đọc nhiều sách càng chẳng thể nhờ vào đâu để vâng theo những khuôn mẫu ấy. Thái thượng cảm ứng thiên thâu tóm những lý lẽ tột cùng, thuận theo chánh đạo thì tốt lành, trái nghịch thì xấu, phước thiện họa dâm, thốt ra lời nghị luận rung trời rung đất. Mắt nhìn vào tâm kinh hãi, thế nào là thiện, thế nào là ác, kẻ làm lành sẽ đắc thiện báo nào, kẻ làm ác sẽ mắc ác báo nào, đều thấy rõ cội nguồn sáng tỏ như xem ngọn lửa. Nhưng kẻ ngu chẳng chịu làm lành, cứ mặc tình làm ác. Ấy là vì cái tâm tự tư tự lợi suy khiến như thế. Này biết kẻ tự tư tự lợi, đâm ra sẽ đánh mất lợi ích lớn lao, mắc họa ương lớn lao, há dám chẳng gắng sức lương thiện để mong họa diệt phước nhóm ư? Do vậy bèn nói rằng sách này tạo lợi ích cho con người cũng sâu xa lắm. Vì thế bậc đại nho thời cổ phần nhiều đều ngầm tu tập theo sách này. Đời Thanh, ông Bành Ngưng Trì ở Trường Châu phụng hành sách này từ bé, đến lúc vinh hiển đậu kỳ thi đình, đạt đến địa vị thượng thư rồi, vẫn hàng ngày đọc sách này, lại còn đem tặng người khác, ghi tựa đề là Nguyên Tể Tất Độc Thư, sách phải đọc của Trạng Nguyên Tể Tướng. Lại còn giải thích rằng chẳng có nghĩa là đọc sách này liền có thể làm Trạng Nguyên Tể Tướng, mà nghĩa là Trạng Nguyên Tể Tướng nhất quyết không thể không đọc sách này. Sự nêu tỏ ý nghĩa ấy có thể nói là thấu triệt đến tột bậc. Nhưng người nhân thấy là nhân, kẻ trí thấy là trí, đều tùy theo tính chất của từng người. Sách này luận đến tột cùng thì chỉ có thể thành tiên nếu dùng đại bồ đề tâm để thực hành, sẽ có thể siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, đoạn tam hoặc, chứng pháp thân, viên mãn phước huệ, thành tựu Phật đạo, cứu hộ cứ khăng khăng nên những quả báo nhỏ nhoi trong cõi trời người như thành tiên ư? Sách này được chú giải rất nhiều, chỉ có bản tiên chú của Nguyên Hòa Huệ Đống thời đời Thanh tinh xác sâu xa rộng rãi thông suốt nhất, tiếc rằng nếu chẳng phải là hạng học rộng sẽ không thể đọc nổi. Kế đến là bộ Phượng Biên, quả thật là bản hay nhất, để người nhã kẻ tục đều cùng xem được. Nhưng đàn bà trẻ nít không thông thạo chữ nghĩa lắm thì vẫn có thể lãnh hội được. Chỉ có mỗi một cuốn trược giảng là có thể lợi ích trọn khắp. Lời văn tuy nông cạn dễ hiểu, nhưng từ ngữ thật hay đẹp giản dị, nhưng không thô thiển, dễ cảm động con người nhất. Cư sĩ Hương Đào bỏ ra 1.000 đồng ấn hành để lưu thông rộng khắp, cũng có những người cùng chí hướng đều giúp sức, nguyện cho cuốn sách này được phổ biến trọn khắp vũ trụ, ngõ hầu người người tu thập thiện, nhà nhà tôn sùng hiếu đễ. Biết họa phước chỉ do con người tự chuốc lấy, thiện hay ác đều có báo ứng, thì có ai còn chịu làm ác để chuốc họa nữa đây? Phong tục ấy vừa được lưu hành thì điều thiện sẽ có thiện báo, lễ nghĩa nhân nhượng sẽ hưng thịnh, càn quạ vĩnh viễn chấm dứt, nhân dân yên vui, thiên hạ thái bình. Nguyện những ai có tài lực hay trí lực, hoặc in rộng rãi sách này để lưu truyền, hoặc thuyết pháp để giảng diễn, khiến cho những kẻ chưa đánh mất bản tánh sẽ càng thêm thuần chân, kẻ đã mất bản tánh sẽ mau khôi phục cái tánh ban đầu. Hành vi ấy có công đức há thể diễn tả được ư? 15. Lời tựa sách sức trung tân lương. Năm Dân Quốc 19, 1930, con người cùng một cái tâm này, tâm cùng một lý này, chúng sanh và Phật chẳng hai, phàm thánh như một.
Do Phật rốt ráo ngộ được tâm này nên trực chứng Niết Bàn. Chúng sanh do rốt ráo mê cái tâm này nên luân hồi sanh tử dài lâu. Nghĩ lại từ phu thủy đến nay, bọn chúng sanh ta và Đức Thích Ca Thế Tôn cùng là phàm phu, cùng chịu nỗi khổ sanh tử dữ dội. Đức Thế Tôn do tự phát khởi hùng tâm, chọn đủ sức đại hùng mãnh, tu dòng giới định huệ nên đoạn trọn vẹn tam hoặc, hai thứ tử, biến dịch và phần đoạn vĩnh viễn mất, an trụ trong tam đức bí tạng, phổ độ quần manh thuộc chín giới. Luận về thời kiếp, dù có dùng hết số vi trần trong một cõi nước cũng chẳng thể tính toán được. Luận về pháp môn thì cạn hết biển mực vẫn khó chép được. Trong thời kiếp ấy, bàn sự pháp hóa này, bọn chúng sanh ta há chẳng nghe pháp tu hành, muốn chứng được tâm này trong một đời hay sao? Chỉ vì phiền hoặc sâu dày, không sức nào đoạn trừ được. Hễ thọ sanh lần nữa lại bị mê mất, cũng như do chưa gặp được pháp cậy vào Phật tử lực để vãng sanh ngay trong đời này, hoặc do tu pháp này nhưng tự lực mỏng yếu không người giúp đỡ, hoặc tuy tự lực sung túc nhưng lâm chung bị quyến thuộc lắm cách phá hoại, do đấy trải cả kiếp dài lâu luân hồi sanh tử, dẫu được Phật giáo hóa vẫn y như cũ uổng mang cái tâm chẳng khác gì tâm Phật, nhưng chẳng thể chứng được quả chân thường giống như Đức Phật. Trên đã cô phụ sự giáo hóa của Phật, dưới phụ bạc tánh linh của chính mình, mỗi phe nghĩ đến ngũ tạng như lửa đốt. Nay may được nghe Đức Như Lai vì thương xót chúng sanh thuở mạt kiếp không có sức đoạn hoặc, đặc biệt mở ra pháp môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, để hết thảy dù thánh hay phàm đều cùng trong đời này vãng sanh Tây Phương. Kẻ đã đoạn hoặc sẽ cao đăng bổ xứ, kẻ vẫn còn đầy rẫy phiền não cũng dự vào dòng thánh. Thật là một pháp môn đặc biệt trong suốt cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai, thích hợp khắp ba căn lẫn lợi căn lẫn độn căn đều thâu tóm. Trên là bậc đẳng sắc Bồ Tát còn chẳng thể vượt ra ngoài pháp môn này được, dưới là phàm phu ngũ nghịch thập ác cũng có thể dự vào trong số ấy. Vì thế pháp môn này được mười phương cùng khen ngợi, chín giới cùng tuân hành, huống hồ bọn phàm phu chúng ta bỏ đi pháp này thì lấy đâu để nhờ cậy. Gần đây đời đã loạn đến cùng cực, thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống, vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Người có chánh trí kiến đều biết thế giới này là nơi không yên ổn, Tây phương cực lạc thế giới chính là quê nhà ta sẵn có. Do vậy tính kế trở về nhà cùng tu tịnh nghiệp, lại sợ khi lâm chung tự lực mỏng yếu không ai phụ trợ và bị quyến thuộc vô tri phá hoại chánh niệm, đến nỗi vẫn lưu lại trong thế giới này chẳng được vãng sanh. Do vậy mọi người đề xướng truyền trợ niệm hòng phụ trợ kẻ lâm chung, như các hội Phật học ở Thiệu Hưng, Dư Diêu, Vân Nam, Thượng Hải, hoặc soạn định chương trình, hoặc xiển dương sự lợi hại, đều nhằm mong sao về mạng chung chắc chắn được sanh về Tây Phương mới thôi. Tâm ấy chuyện ấy thật đáng khâm phục. Cư sĩ Lý Viên Tịnh vẫn sợ những chương trình ấy quá giản lược, rất có thể người ta chẳng lưu ý, bèn tuyển chọn những điểm hay nhất của chương trình các nơi và các ngôn luận, lại còn chọn lọc những bài văn nêu rõ lẽ lợi hại lúc lâm chung của xưa nay và những câu chuyện vãng sanh do được trợ niệm gần đây biên soạn thành bốn thiên. Thiên đầu tiên là sức chung chương trình trợ niệm cho kẻ lâm chung. Thiên thứ hai là sức chung ngôn luận, những bản luận về việc trợ niệm cho kẻ lâm chung. Thiên thứ ba là dự chi lợi hại, biết sẵn những điều lợi hại. Thiên thứ tư là sức chung thật hiệu, hiệu quả thật sự do trợ niệm lúc lâm chung. Đặt tên cho cả sách là sức chung tân lương, những hướng dẫn về việc trợ niệm khi lâm chung. Xin Quang viết lời tựa: Quang đã ở vào tuổi 70, học chẳng thành được gì, trộm sợ một hơi thở ra không hít vào được sẽ lại bị luân hồi trong sáu nẻo thì khổ chẳng thể nào tưởng tượng được. Do vậy bèn giấu tung tích, ẩn giật lâu dài, chuyên tu tịnh nghiệp, ngõ hầu chẳng đến nỗi thường luôn khuyên người khác mà ngược lại chính mình chẳng có phần, khiến cho kẻ vô tri do đấy sẽ báng pháp rồi đọa ác đạo. Trước lúc bế quan nhận được thư của ông ta, lòng khôn ngăn cảm động, bèn nêu đại lược đại ý của pháp môn tịnh độ và lợi ích của sự trợ niệm, mong sao những người học Phật trong cõi đời ai nấy đều chú ý. Ngõ hầu thỏa thích lớn lao bản hoài phổ độ chúng sanh của Đức Như Lai, cũng như nhằm để làm chín muồi cái nhân thù thắng đã được vun bồi từ nhiều kiếp. 16. Lời tựa bộ Tân Biên Quán Âm Linh Cảm Lục. Năm Dân Quốc 18, 1929, Quán Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện rộng sâu, từ bi rộng lớn, vì thế phân thân trong các cõi nhiều như số vi trần, để lại hiện hình, tầm thanh cứu khổ, độ thoát chúng sanh, nhưng đối với thế giới ta bà, Ngài lại càng nghĩ thương xót trọn khắp, tha thiết cứu vớt chẳng sót. Huống chi trong những năm gần đây, nhân dân hàng ngày gặp cảnh hoạn nạn, dù muốn trốn tránh quả thật cũng không có chỗ nào để lánh mình được, mà cũng chẳng có cách nào trốn lánh được. Vậy thế đạo nhân tâm gần đây đã bại hoại đến cùng cực,
ngay như đại ân sanh thành nuôi dạy của cha mẹ, vẫn cứ công khai để sướng bỏ đi lòng hiếu và coi giết hại cha mẹ là chuyện đại nghĩa diệt thân. Người dân sống trong cõi đời này chẳng đáng thương ư? Do vậy phàm những ai có chánh tri kiến, không ai chẳng nghiên cứu Phật học, tu trì tịnh nghiệp để cầu thoát lìa đầy ác ngũ trược này, mau được dự vào liên trì hải hội, hóa hầu vĩnh viễn lìa mọi sự khổ, chỉ hưởng các sự vui. Trong thời thế này, Quán Thế Âm Bồ Tát đặc biệt dấy lên lòng đại từ vô duyên, vận lòng đại bi đồng thể, trong đủ mọi khổ nạn, rủ lòng nghĩ nhớ bảo vệ che chở. Xưng hồng danh của Ngài, gặp dữ sẽ hóa lành, gặp nạn lại trở thành điều may mắn, làm sao kể xiết. Những sự tích Bồ Tát cảm ứng đã được ghi chép, thấy giải rác khắp các sách. Những chuyện ghi chép thì có bộ Quán Âm Tử Lâm Tập của Ngài Hoằng Tán, Quán Âm Chỉ Miệng Ký của ông Châu Khắc Phục, Quán Âm Linh Cảm Lục của ông Viu Tích Âm, Quán Âm Bổn Tích Tụng của ông Hứa Chỉ Tịnh, Quán Âm Linh Nghiệm Kỳ của ông Nhiếp Vân Đài, đều là những sách do được thấy nghe rồi bèn ghi lại. Cư sĩ Lý Viên Tịnh lại tổng hợp từ tất cả các sách nói trên, soạn thành một tác phẩm đặt tên là Tân Biên Quán Âm Linh Cảm Lục. Có thể gọi là tập hợp tất cả những chuyện linh cảm của Đức Quán Âm, là chỗ y cứ cho hết thảy những người tín phụng chỉ niệm. Tuy nhiên cần phải biết vì sao Đức Quán Âm có thể linh cảm như thế. Ấy là vì Ngài soi được tánh nghe, để nghe nơi tự tánh và chiếu soi ngũ uẩn đều không. Đọc bộ sách này rồi có thể trí thành khẩn thiết niệm hồng danh của Quán Âm Đại Sĩ, niệm đến khi niệm cực tỉnh vong thì bản thể của hết thảy phiền não ác nghiệp đều là không. Ngó lại hết thảy cảnh duyên sướng khổ đều là chẳng thể được. Trong cái chẳng thể được ấy chẳng ngại gì hưng lòng từ vận lòng bi, tùy cơ tiếp dẫn, lấy tâm của Đức Quán Âm làm tâm mình, lấy sự nghiệp của Đức Quán Âm làm sự nghiệp của mình, làm cho khắp hết thảy chúng sanh đang chịu khổ cùng được gọi ân trạch của Đức Quán Thế Âm, để rồi trong đời vị lai sẽ cùng hành đạo Quán Thế Âm xoay vần cứu độ vậy. 17. Lời tựa cho Địa Tạng Bồ Tát Bổn Tích Linh Cảm Lục, năm Dân Quốc 18, 1929. Địa Tạng Bồ Tát thệ nguyện rộng sâu, tuy đã chứng cùng tổ pháp tánh từ lâu, nhưng vẫn chẳng trụ tịch quang, chẳng chứng Phật quả, do lòng đại từ bi, tùy loại hiện thân độ thoát hữu tình, chọn khắp các cõi nước, nhiều như số vi trần. Ngài lại còn thường ở trong chốn u minh, nhằm cứu bà chúng sanh tội khổ cực nặng trong địa ngục. Do Bồ Tát xưa kia từng phát đại nguyện, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề, địa ngục chưa trống không thể chẳng thành Phật. Ấy là vì tâm tánh của chúng sanh và tâm tánh của Phật chẳng hai, do mê muội nên đối với chân thường lầm danh mê hoặc, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm đến nỗi luân hồi lục đạo, chọn chẳng có thuở thoát ra. Lúc sanh vào trời người thì ít, khi đọa tam đồ lại nhiều. Bồ Tát riêng dùng lòng tử mẫn nhiều cách cứu vớt, mong sao chúng sanh sẽ bỏ vọng về với chân, chớm hết được ngộ để khôi phục lại chân như Phật tánh sẵn có mới thôi. Ví như bảo châu mani vô giá rớt trong nhà xí, kẻ ngu coi như đồ dơ chẳng thèm mến tiếc. Người trí biết là bảo châu vô giá, vào nhà xí giặt lấy, nhặt lấy gột trừ phân dơ, dùng nước thơm gột rửa, treo trên tràng cao, tỏa sáng chiếu soi chiếu trời soi đất, mưa già khắp đủ mọi thứ báu. Tâm tánh của chúng sanh cũng giống như vậy, tuy còn mê muội tạo nghiệp đọa lạc trong ác đạo, nhưng chân như Phật tánh sẵn có vẫn trạp tịch thường hằng, bất sanh bất diệt, chọn chẳng có tướng biến đổi tổn thất. Vì thế bất luận kẻ nghiệp nặng tội sâu đến đâu, tâm Bồ Tát chọn chẳng có một niệm vứt bỏ. Đối với chúng sanh khổ sở nhất, càng riêng dù lòng thương xót hơn, gấp gáp muốn độ thoát hơn. Cư sĩ Lý Viên Tịnh cảm lòng từ bi của Bồ Tát tiếc cho chúng sanh mê muội, do vậy bèn dùng thẻ văn bạch thoại biên soạn trình bày những chuyện thuộc về mặt bổn lẫn mặt tích của Bồ Tát, lại giao lục 18 chương sự tích cảm ứng của Ngài từ tục tạng của Nhật Bản cho ấn hành lưu thông, mong sao hết thảy hữu tình đều biết Bồ Tát từ vô lượng kiếp đến nay khởi lòng từ vận lòng bi, ngõ hầu hết thảy chúng sanh được thoát khỏi sanh tử, chứng được Phật tánh vốn có. Từ đấy chúng sanh đều quy mạng cung kính cúng dường, xưng niệm hồng danh để được nương cậy, được thoát khỏi cõi ngũ trược này, sanh sang cõi sen chín phẩm kia. Trên cầu Phật đạo dưới hóa độ chúng sanh, lấy tâm Bồ Tát làm tâm của chính mình, lấy sự nghiệp của Bồ Tát làm sự nghiệp của chính mình, ngõ hầu chẳng cô phụ sự giáo hóa của Đức Phật, chẳng phụ bạc tánh linh của chính mình mà thôi. Do vậy tôi bèn viết duyên khỏi để thưa với những bậc thông sáng mai sau vậy. 18. Lời tựa sách Quán Âm Cảm Ứng Khóa.
Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát nghĩ thương chúng sanh chẳng thể dùng ngôn ngữ để hình dung được, dẫu lấy trời đất cha mẹ vẫn chưa đủ để sánh ví chút phần. Làm cho kẻ thiện căn chưa gieo, chưa chín mùi, chưa độ thoát, liền gieo, liền chín mùi, liền độ thoát. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Ví như mặt trời rạng rỡ giữa ban ngày, muôn vật đều được chiếu tỏ, xuân về trên lãnh thổ vô vũ, trăm loài thảo mộc đều được sanh thành, có cảm điển thông, không chuyện mưu cầu gì chẳng ứng. Ấy là vì Bồ Tát vô tâm, lấy tâm chúng sanh làm tâm của chính Ngài, nên hễ khắp pháp giới hít cảm, liền ứng khắp pháp giới, đều đáp ứng tâm niệm của họ, chọn chẳng sai biệt. Quán âm cảm ứng khóa là phương tiện mầu nhiệm lớn lao, thuận theo thói đời, để bói tốt xấu, ngõ hồng cùng gieo thiện căn, và những người xem bói đều phải xưng niệm danh hiệu Bồ Tát. Như trẻ nhỏ bị bệnh chẳng chịu uống thuốc, bèn bôi thuốc lên vú, thì trẻ nhỏ không uống thuốc mà vẫn uống thuốc, danh hiệu của Bồ Tát như phản hồn hương. Nếu được thấy nghe, tốt nghiệp tự tiêu, tốt thiện, sự lành trong đời trước sẽ tự sanh, dần dần cho đến trên là noi theo chí hướng sự nghiệp của Đức Quán Âm, rốt ráo tự lợi lợi tha, nơi vô ký. Sách này do cư sĩ Từ Tích Dư và phu nhân tìm được cổ bản thuộc đời Minh trước kia, đem in thạch ấn 1.000 quyển để kết tịnh duyên. Tôi bèn được thuật ý nghĩa Bồ Tát hành lòng từ như vậy đó. 19. Lời tựa cho bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Năm Dân Quốc 22-1933, pháp môn tịnh độ rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, hết thảy các pháp môn không pháp nào chẳng lưu xuất từ pháp giới này, hết thảy các hạnh môn không môn nào chẳng trở về pháp giới này. Người thiên tư thông minh thường vì tưởng lầm pháp này sự giản dị lý tầm thường, nên chẳng bỏ công xét kỹ, chẳng những chính mình không tu tập, lại còn thốt lời bản luận ngăn trở phá hoại, bài xích người khác tu trì nhằm tỏ vẻ chính mình cao minh. Điều này đúng là biến quán lục hợp nhi bất kiến lai mao, thấy trọn vũ trụ nhưng chẳng thấy được sợi lông nơi khóe mắt. Biết chọn các pháp nhưng chẳng biết chính mình thế trí viện thông, tự coi mình tông giáo đều thông. Đức Phật gọi kẻ ấy là kẻ đáng thương xót. Họ chẳng nghĩ chỗ quy tông của kinh Hoa Nghiêm là cầu sanh tịnh độ, văn thủ phổ hiền thảy đều phát nguyện vãng sanh. Những vị ấy là người như thế nào, chuyện ấy là chuyện như thế nào, dẫu bọn ta có hiểu được chút giáo nghĩa, nhưng phiền hoặc chưa đoạn, sanh tử chưa giải quyết xong, ế trải qua một phen biến đổi sanh sang kiếp sau, há có thể chẳng mê mất được ư? Chén bát chưa nung, gặp mưa liệt giã. Nguyên do Đức Như Lai đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ này là nhằm cho thượng thánh hạ phàm đều cùng thoát được sanh tử ngay trong đời này. Huống chi hai vị đại sĩ kia thành Phật đã lâu, thị hiện thuộc địa vị đẳng giác, lấy thân làm gương cho kẻ khác phát nguyện cầu sanh. Ta là hạng người nào mà dám chống đối các vị ấy? Nghĩ kỹ như thế chắc chắn sẽ nhanh nhỏ thay đổi, tuân theo giáo huấn phổ độ thánh phàm của Đức Như Lai, noi theo văn thù phổ hiền Mã Minh Long Thọ, Viễn Công Trí Giả, Thiện Đạo Vĩnh Minh, vân vân các vị đại Bồ Tát tổ sư mà nhất trí tiến hành, dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu viên mãn Phật quả, làm bậc đại trượng phu rốt ráo. Ta chịu cam lòng nhường đại lợi ích này cho người khác, rồi tự mình ở yên trong nhà lửa tam giới, thường bị thiêu đốt vậy thay. Từ khi đại pháp được truyền sang phương Đông, người đích thân chứng được tam muội đắc đạo vãng sanh trong hiện đời, và kẻ đầy rẫy phiền hoặc cậy vào Phật tự lực được đới nghiệp vãng sanh kẻ sao cho xiết. Trong thời Cán Long đời Thanh, cư sĩ Bảnh Tế Thanh sai cháu trai là Hy Tốc tập hợp sao lục những câu chuyện vãng sanh tịnh độ. Đầu tiên thuật chuyện Phật Di Đà nhằm chỉ rõ đấng giáo chủ lập ra pháp môn này, kế đến là Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, vân vân nhằm tỏ rõ thánh chúng diễn dương pháp môn này. Tiếp đó là tỳ kheo tăng ni, vua chúa, quan lại, thường dân, nữ nhân, các loài vật vãng sanh, nhằm kể ra tứ chúng vãng sanh tịnh độ, tổng cộng hơn 500 người, là tên là Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Đấy chính là bộ sơ biên. Trong số ấy, dù thánh hay phàm, dù trí hay ngu, đều cùng vào trong biển đại thệ nguyện của Đức Như Lai, rồi dần dần chứng được sự vui sướng trong cõi thượng tịch quang. Nhìn từ chỗ này biết pháp môn tịnh độ dường như biển cả dung nạp khắp mọi dòng chảy, cũng giống như thái hư bao hàm khắp vạn tượng, chúng sanh chọn khắp pháp giới không một ai chẳng được nhiếp vào đây. Các pháp trong khắp cả pháp giới đều do pháp môn này mà đắc thật tế, bởi nó là pháp môn đặc biệt trong cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai, là đạo tổng trì trọng yếu của tam thế chư Phật. Đến cuối niên hiệu đạo quang, cư sĩ Liên Quy Hồ Đĩnh tập hợp hành trạng của những vị vãng sanh sau thời Càn Long được hơn 100 mấy chục người, soạn thành sách đặt tên là Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Tục Biên. Vào đời Hàm Phong Đồng Trị, giặc giã tràn lan,
Người đề xướng ít ỏi, gần như quạnh quẽ. Gần đây thấy đạo nhân tâm ngày càng đi xuống, phàm những ai có con mắt thông suốt, mang lòng cứu đời, không ai chẳng đề xướng nhân quả báo ứng và phát tín nguyện niệm Phật. Người có tránh tri kiến, không ai chẳng thuận theo chiều gió. Vì thế trong mấy chục năm qua lại tập hợp được chuyện vãng sanh của hơn 200 người nữa, đặt tên là Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Tam Biên. Bản thảo này do thầy Đức Sâm biên tập, này đã sắp chữ xong, vì thế tôi thuật chuyên khởi. Khi xưa không có thuyền máy xe lửa, bưu cục tờ báo, tuy từng địa phương ở sát cạnh nhau nhưng thường chẳng hay biết. Cho nên thời cổ pháp đạo hưng thạnh lớn lao, nhưng số người vãng sanh được ghi chép lại trong một ngàn mấy trăm năm chỉ được mấy trăm người mà thôi. Một là vì thiếu ghi chép, hai là vì sách vở xưa thất lạc. Nếu mọi chuyện đều tiện lợi như ngày nay, dẫu cả mấy chục vạn vẫn là chưa nhiều. Người đọc chớ nên đem xưa để luận nay, nghĩ chưa chắc đã đều là chuyện thật, mà cũng đừng dùng nay luận xưa, cho là pháp khi xưa chẳng hưng thịnh lớn lao. Hãy thử nghĩ ngày Thiện Đạo ở Trường An, ngày Thiếu Khang tại Tân Định, tiếng niệm Phật vang khắp nẻo đường, những người vãng sanh đương nhiên chẳng phải chỉ có trăm ngàn vạn ức. Nay thì xa cách ngàn dặm, sáng vừa gửi đi tối đã đến, lại thêm bưu điện, báo chí. Vì thế tuy ngoài ngàn dặm thầy đều biết được liền, nhưng vẫn có nhiều người vãng sanh chưa được ghi chép. Nếu mỗi chuyện đều chép, quả thật còn nhiều hơn thế nữa. Nguyện người trong khắp cõi đời ai nấy đều lấy giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, nằm lền tảng. Lấy thật sự vì sanh tử, phát bồ đề tâm, tí nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương để tu trì, thì sống sẽ là bầu bạn của Thánh Hiền, thác sẽ vào cõi nước của Như Lai. Lợi ích ấy nếu chẳng phải là Phật sẽ không thể nào biết được. Nguyện các những ai thấy nghe đều gắng công. 20. Lời tựa cho sách Trùng Đính Tây Phương Công Cứ, năm Dân Quốc 19-1930. Sách Tây Phương Công Cứ lưu truyền trong cõi đời đã lâu, tuyển chọn sao lục những ngôn luận hoặc tỉ mỉ hoặc giản lược khác nhau, có bản xếp Kinh Di Đà chú vãng sanh vào đầu sách, cũng có bản chẳng chép. Nhưng bên trong có yên hình tam thánh, đài sen chín phẩm, trên đài sen có những vòng tròn để người niệm Phật chấm vào đấy, hòng ghi nhớ số câu đã niệm, thì các bản in đều giống nhau. Đa số các bản in với mỗi đài sen thuộc chín phẩm đều vẽ một tượng Phật, tiếp đó chọn lọc những khai thị thiết yếu xưa này và những sự tích rõ ràng, ngõ hầu người đọc sanh lòng tín nguyện quyết định, chắc chắn nhờ vào đó để vãng sanh, dụng ý sâu đậm chu đáo làm sao. Nhưng do niệm xong hoặc do người niệm đã khuất bèn đốt đi, thật cảm thấy mắc lỗi hủy hoại kinh tượng. Một cuốn sách tốt đẹp lợi người rốt cuộc bị phó trong ngọn lửa, chẳng những uổng phí một món vật quý báu, lại còn chẳng thể lợi lạc rộng khắp. Nếu giữ lại để chuyển cho đời sau thì do khuyên chấm đèn đúa lèm đuốc, khó gợi hứng thú cho người đọc được. Suy đi nghĩ lại, thật khó thể nào thích hợp. Bạn tôi là giật nhân sắp xếp nội dung sách lại theo một thứ tự khác. Đầu tiên là kinh chú nghi thức niệm Phật, kế đến liệt kê các khai thị rõ ràng, rộng rãi, giản dị, gần gũi từ xưa đến nay, rồi lại chú trọng đến cách thức trợ niệm khi lâm chung. Ngõ hầu chẳng đến nỗi công lao niệm Phật sắp thành công lại bị quyến thuộc vô tri phá hoại. Tiếp đó là những giải thích đại lược về tam quy, ngũ giới, thập thiện, tứ đế, tứ liệu giản và 100 bài ca tụng Phật hiệu để cho người sơ phát tâm biết được đại lược ý nghĩa, tu chỉnh thành một bản hòng giữ lại đọc vĩnh viễn. Cách thức dùng chính phẩm đài sen để ghi nhớ số câu đã niệm được in riêng thành một quyển kèm theo cuốn tránh để giúp hành giả nhớ số rồi thêu đi trong tương lai. Cách này rất hay, bèn cho ấn hành để biếu tặng rộng rãi, mong sao hết thảy những người cùng hàng đều được vãng sanh. Phải biết lợi ích của pháp môn tịnh độ, nếu chẳng phải là Phật sẽ không thể biết được. Do vậy trong hội Hoa Nghiêm, những vị Bồ Tát sau khi đã chứng đẳng giác vẫn dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh. Trong Quán Kinh, kẻ ngũ nghịch thập ác lúc sắp đoạn A Tỳ niệm chưa đủ 10 tiếng liền dự vào chín phẩm. Quả thật có thể nói là 10 phương tam thế hết thảy Như Lai trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, không vị nào chẳng bắt đầu bằng pháp này và đến cuối cùng quy kết về pháp này. Nguyện khắp những người cùng hàng ai nấy đều sanh chánh tín. 21. Lời tựa cho bộ Phổ Đà Lạc Giả Tân Trí, năm Dân Quốc 20-1931. Hết thảy các pháp thế gian xuất thế gian đều do thời tiết nhân duyên mà phát khởi. Vì thế cổ đức nói, thời tiết nhược trí, kỳ lý tự trương. Nếu đến thời tiết, lý sẽ tự được tỏ rõ. Thật là đúng lắm, quang vì tầm thường kém cỏi, trong chuyện chẳng làm được một chuyện nào, ăn bám chùa Pháp Vũ núi Phổ Đà 32 năm.
Trước kia đọc Phổ Đà Chí thấy những điều được ghi chép đều là chuyện đạo tràng hưng suy và những chuyện tầm thường giống như vậy. Còn đối với sự lý bổn tích trong các kiếp xưa của Quán Âm Đại Sĩ và nhân duyên cảm ứng nơi phương này, thảy đều thiếu sót sơ sài, khôn ngăn người ta phải thở dài. Năm Dân Quốc thứ 6, 1917, ba vị cư sĩ Vương Thái Thần, Châu Hiếu Hoài, Trần Tích Châu tới núi thăm viếng. Ông Vương và ông Châu nói, Phổ Đà là thánh địa đạo tràng của Quán Âm Đại Sĩ, trong nước lẫn ngoài nước đều kính ngưỡng, cớ sao dẹp bỏ giảng tòa đã lâu, nỡ để cho pháp đạo tịch mịch vậy. Xin thầy hãy phát tâm giảng kinh, chúng con sẽ lo liệu trì dục đầy đủ. Quang viện cớ kém cỏi cực lực từ chối. Ông Tích Châu liền nói, bộ sơn trí chưa được tu chỉnh đã lâu, bản in đã mờ mịt rồi, nếu thầy chịu sửa chữa con sẽ cho khắc in. Quang nói, chuyện ấy nào phải dễ dàng, nếu theo như lệ cũ thì bậc văn nhân mới có thể làm được. Nếu đem sự tu chứng về mặt bổn lẫn mặt tích của đại sĩ trong những kiếp xưa và sự tích cảm ứng nơi phương này, mỗi mỗi đều được thuật những nét tránh yếu, khiến cho người đọc đều biết ân đại sĩ chọn khắp các cõi nước, số lượng nhiều như cát, lòng từ cứu vớt không ngàn mé. Từ đấy phát khởi chánh tín, thần lẫn tâm đều quy y, thì gần là được hưởng phước trong cõi trời người, xa là chứng quả Bồ Đề. Nếu không đọc trọn khắp đại tạng, tham khảo trọn khắp các sách sẽ không thể làm được. Nếu chẳng tỏ rõ các sự lý cảm ứng về mặt bổn lẫn mặt tích của đại sĩ sẽ trở thành bỏ chủ trọng khách, bỏ gốc lấy ngọn, có khác gì những sơn kinh thủy trí tầm thường đâu. Làm sao có thể tỏ rõ Phổ Đà chính là đạo tràng ứng hóa của đại sĩ, lại làm sao có thể tỏ rõ đại sĩ chính là cha mẹ đại từ bi của chúng sanh trong pháp giới, có nhân duyên sâu đậm nhất đối với chúng sanh cõi xa bà. Nhưng quang do tu nghiệp đến nỗi tâm không hiểu biết, mắt gần như lòa, vẫn phải cần phải sám hối 1-2 năm, đợi khi nghiệp tiêu trí dạng chướng hết mắt sáng, sẽ chẳng tiếc thân mạng gắng sức thành tựu. Nếu như nghiệp nặng chẳng thể cảm ứng trừ khử được nghiệp chướng, thì sẽ qua giang tây cầu cư sĩ Lê Đoàn Phủ thay tôi lo liệu công việc này. Vị ấy học thông suốt cả nhỏ lẫn thích, văn chương hơn người, ác sẽ có thể nêu tỏ tấm lòng sự tích từ bi của đại sĩ được. Năm sau cư sĩ Từ Úy Như đem văn sao ấn hành, khiến cho những người không suy xét tường tận tưởng lầm quang là tri thức. Từ đấy thư tử qua lại hàng ngày chẳng rảnh rỗi. Giữa xuân năm Dân Quốc thứ 8, 1919, ông Đoàn Phủ quy tây, cái tâm đã phát trước kia rốt cuộc trở thành lời nói suông. Mùa xuân năm Dân Quốc 11, 1922, trì sự huyện Định Hải là ông Đào Tại Đông lên núi, nói sơn trí lưu thông sẽ khiến cho người ta do tin tưởng, đổi giữ hướng lành, bỏ vọng về với chân, quả thật là nhiệm vụ trọng yếu căn bản. Để vãn hồi thế đạo nhân tâm, hãy nên gấp rút sửa chữa tu chỉnh. Do ông Đào tâm hộ pháp tha thiết, lòng cứu thế ân cần, quang liền cậy chủ nhân hai chùa Phổ Tế Pháp Vũ khẩn khoản thỉnh ông Đào đích thân đảm nhiệm chuyện ấy. Ông Đào do việc công chẳng rảnh rỗi, bèn ủy thác một vị hương thân trong vùng là ông Vương Nhã Tam đảm nhiệm. Hết thảy sự việc cần thiết thì bên ngoài có ông Đào, trong núi có hòa thượng Khai Như đã về hưu châm trước lo liệu. Do không rảnh rỗi nên quang chọn chẳng hề hỏi đến. Năm sau ông Đào được thăng chức lên huyện hàng, nhưng vẫn thư từ qua lại bản soạn lo liệu mọi sự. Nếu chẳng phải là do đời trước đã nhận sự phó trúc của đại sĩ, há có thể được như thế chăng? Thoạt đầu vừa bàn bạc về chuyện tu chỉnh sơn trí xong, chưa đầy 1 tháng, cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh ở Bàn Trạch, tỉnh Giang Tây đến thăm, vừa gặp mặt đã trở thành bạn thiết. Quang thuật lại nỗi niềm trước kia, rồi đem chuyện soạn đại sĩ tụng gửi gắm, ông ta liền nhận lời. Nếu không phải là đại sĩ thầm rủ lòng gia hộ, há có dịp gặp gỡ như vậy hay chăng? Ông Hứa bèn tra duyệt siêu tập trong khắp kinh tạng và các sách vở, mất cả 2 năm mới hoàn thành bản thảo, soạn ra lời văn ca tụng đến gần 2 vạn chữ, lại còn chú thích ý nghĩa liền ngay sau đó để người đọc đều biết rõ nguyên do, lại còn trích đục các kinh để làm chứng cớ rõ ràng. Lời văn ca tụng gồm 3 quyển, kinh văn trích dẫn để làm chứng gồm 1 quyển, tổng cộng hơn 370 trang, gửi tới Phổ Đà vào đầu hạ. Ý nghĩa bài tụng đã được trình bày trong đầy tượng của ông Hứa, ở đây không nhắc lại nữa. Thoạt đầu quang muốn đặt cuốn này vào đầu bộ sơn trí, nay vì số quyển quá nhiều bèn cho lưu hành riêng, ngõ hầu được lưu truyền rộng khắp trong thiên hạ đời sau. Nếu yên chung với sơn trí sẽ khó thể lưu hành rộng rãi được. Về sau ông Đào thấy tụng văn cao trỗi tuyệt diệu, bảo phải đặt vào đầu bộ sơn trí, bèn lược bớt lời chú thích và các dẫn chứng từ kinh điển, chỉ sao lục chánh văn gộp chung thành 1 quyển,
đặt tên là Bổn Tích Môn, tức quyển thứ nhất của Bộ Sơn Trí. Nhưng đại sĩ từ vô lượng kiếp đến nay, phần thần trong các cõi nước số nhiều như vi trần, cảm ứng dù bổn hay tích, nếu không phải là Đức Phật sẽ chẳng thể biết được. Mấy quyển tục ấy bất quá là một hạt bụi trong đại địa, là một giọt nước trong biển cả. Để kẻ chẳng biết đến lòng đại từ bi sâu xa của đại sĩ sẽ tạm biết đại khái, từ đấy sẽ thẹn thùng xấu hổ, hào khí bừng bừng nói. Cái tâm của chúng ta và tâm đại sĩ không hai không khác, nhưng đại sĩ viên thành Phật đạo đã trải kiếp đâu xa, lại do bi tâm vô tận, chẳng lìa có hy tể quang hiện hình trong chín giới, hiện khắp các sắc thân độ thoát chúng sanh. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, luân hồi sáu nẻo, những kẻ được nhờ ơn Bồ Tát đích thân dẹp khổ ban vui chẳng biết là bao nhiêu. Mãi cho đến ngày nay, ta vẫn còn là phàm phu, trên đã phụ bạc ân sâu đại sĩ cứu vớt, rồi hy dùng giấy Phật tánh sẵn có của chính mình, lặng im suy nghĩ há chẳng thẹn đến chết ư. Ngài đã là trượng phu, ta cũng thế, chẳng nên tự khinh rồi lùi bước thua sụt. Do vậy, chuyển phàm tình, để dõi theo dấu thánh, đánh đổ lòng ham muốn giảng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa, dứt lòng tà giữ lòng thành, sốt sáng làm các điều lành thế gian, kiêm tu tịnh nghiệp. Lâu ngày chảy tháng sẽ cục được biến đổi, bậc thượng sẽ liền có thể đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Bậc hạ đến khi lâm chung sẽ nương vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Được như thế thì ai nấy đều giữ vẹn lễ nghĩa, ai nấy biết nhân quả, tự nhiên quan qua vĩnh viễn dứt, nhân họa vĩnh viễn diệt, mưa nắng đúng thời, quyến thuộc trời thường giáng xuống. Nhiệm vụ căn bản trọng yếu để vãn hồi thế đạo nhân tâm như ông Đào đã nói, có phải là đấy hay chăng? Nguyện cho người thấy kẻ nghe đều cùng phát tâm ngưỡng mộ đại sĩ, gắng sức tu tập may mắn vô cùng. Tán rằng Quán Âm thệ nguyện diệu nan tư, phó cảm ứng cơ bất thất thời, cứu khổ tầm thanh tử hấp thiết, hiện thân thuyết pháp nguyệt ấn trì, trần sát quốc trung hàm sự tế, sa bà giới nội cánh thủy tử, tâm ân cùng kiết mạc năng tán, ký mẫn quần manh phổ hộ trì. Quán Âm thệ nguyện diệu khôn lường, cảm ứng tùy cơ há trễ tràng, cứu khổ tầm thanh tử hút sắt, hiện thân thuyết pháp nước in trăng, cứu vớt muôn sự trần sát cõi, gia bà càng nặng tấm lòng từ, ân sâu hết kiếp khen sao trọn, che chở quần manh khắp xót thương. 22 lời tựa cho bản tu chỉnh Thanh Lương Sơn Trí, năm Dân Quốc 22-1933. Bản thủ Bồ Tát đạo chứng nhất chân, đứng vượt chỗ thập địa, nhập bí tạng tam đức, thường trụ trong tịch quang, nhưng do lòng cứu khổ ân cần, niệm độ sanh thiết tha, nên chẳng lìa cõi tịch quang, hiện thân trong các cõi nhiều như số vi trần, đủ mọi phương tiện độ thoát chúng sanh. Ngài là thầy của bảy đức Phật, là mẹ của các Bồ Tát. Đấy vẫn là những sự thuộc về tích môn, luận về bổn địa, nếu chẳng phải là đức Phật sẽ không thể biết được. Dù chọn hết các cõi nhiều như số vi trần trong một cõi nước, không cõi nào ngài chẳng trụ, nhưng phàm phu chứng nặng không cách nào biết được diệu dụng chiêm ngưỡng pháp phạm khuôn mẫu về đạo pháp. Vì thế chẳng thể không vì kẻ sơ cơ bày ra một cuộc đất ứng hóa để họ có chỗ hướng về hòng gieo thiện căn xuất thế. Do vậy từ xưa đến nay, ngài cùng với một vạn Bồ Tát thường trụ tại núi báu Thanh Lương diễn thuyết đạo nhất thật, đồng thời thị hiện đủ mọi thứ biến hóa thần dị chẳng thể nghĩ bàn, khiến cho kẻ thiện căn chín muồi liền chứng trần thường, kẻ chưa chín muồi do đó sẽ được tăng trưởng. Phải biết Bồ Tát chẳng giấy niệm mà tùy cơ thị hiện thuyết pháp, chọn chẳng khác biệt gì như vầng trăng giữa trời in bóng trong các chỗ có nước. Chẳng những sông to rạch lớn mỗi nơi đều hiện một vầng trăng, ngay cả một trước một giọt cũng đều hiện một vầng trăng. Vầng trăng trong sông rạch, một người nhìn vào chỉ thấy một vầng trăng, trăm ngàn vạn người ở trăm ngàn vạn nơi nhìn vào, ai nấy cũng đều thấy một vầng trăng. Nếu con người đi qua phía đông, trăng cũng theo sang đông. Nếu ai đi sang tây, trăng cũng theo sang tây. Nếu con người đứng yên, trăng cũng bất động. Giác pháp trong thế gian còn hay khéo như thế, huống là bậc Bồ Tát triệt ngộ duy tâm, viên chứng tự tánh, vận lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên ư? Sợ những kẻ cầu nệ hẹp hòi thấy tất cả những chuyện thần diệu trong sơn trí sẽ ôm lòng ngờ vực, cho nên mới bày tỏ càn cội. Hiểu được điều này thì đọc khắp kinh điển đại thừa sẽ chẳng đến nỗi kinh nghi sợ hãi, chẳng uổng công đọc bộ sơn trí này để làm phương tiện dẫn đường. Bộ sơn trí cũ được pháp sư chấn chừng tu chỉnh vào thời Phạn Lịch nhà Minh, nói chung rất hay, nhưng trong ấy có những lỗi chưa khả cứu tường tận. Lúc ấy các vị hám sơn Tử Bách Diệu Phong đều là bạn thiết, chẳng những có quan hệ lớn lao với núi này mà thật ra
còn có quan hệ lớn nào với Phật Pháp Thế Đạo, nhưng trong sơn trí đều chẳng thuật chuyện các ngài. Dưới thầy Khang Hy Đại Thanh lại có người tu chỉnh, chọn chẳng tham khảo rộng khắp, đối với những phần văn tự quan hệ lớn lao lại mặc tình cắt xén, do vậy chẳng được lưu truyền. Ngài y theo bộ sơn trí đời Minh, khảo cứu hiệu đính bổ túc tu chỉnh đại lược mà thôi. Mùa xuân năm ngoái, một đệ tử là Lý Viên Tịnh nói: Văn thù Phổ Hiền Quán Âm Địa Tạng, bốn đại Bồ Tát quả thật là chỗ nương cậy cho hết thảy chúng sanh. Thầy ở tại Phổ Đà từng thỉnh cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh soạn Quán Âm Bổn Tích Tụng, nêu rõ ơn sâu đức nặng của ngài Quán Âm thật là chu đáo. Thầy lại còn sửa chữa bản Phổ Đà Chí do ông Vương Nhã Tam đã tu chỉnh, sao chẳng đem sơn trí của Thanh Lương Nga Mi Cửu Hoa tu chỉnh đúng theo lệ ấy. Vốn chi Thanh Lương Chí không thỉnh ở đâu được, nhưng thể tài còn khá, chứ Nga Mi Chí thì chỉ chú trọng đến thế núi, vẫn chẳng chú trọng nêu tỏ đạo của ngài Phổ Hiền. Cửu Hoa Chí càng đau lòng đáng than hơn nữa, đang trong lúc thế đạo lòng người suy yếu đến cùng cực này, cố nhiên càng phải khăng khăng sửa chữa cho lưu thông, hỏng làm căn cứ vãn hồi vậy. Do vậy bèn quên mình hèn tệ, gắng sức theo đuổi, bèn thỉnh ông Hứa Chỉ Tịnh trình bày những nét tránh, còn việc tu chỉnh sửa chữa do Quang đảm nhiệm, việc rào tránh đối chiếu do thầy Đức Sâm lo. Này đã hoàn thành bản thảo, dẫu chưa thể nêu tỏ lớn lao nhưng cũng bổ túc không ít. Đối với những chuyện gần đây, do thân chẳng ở nơi ấy, lại tuổi đã sáng không bảo đảm được chiều, cũng chẳng dám cậy người hỏi dò, sợ chưa tập hợp được đầy đủ tài liệu mà người đã mất, đến nỗi trở thành chuyện nói suông. Vì thế để lại những chuyện gần đây cho bậc thông suốt đời sau tu chỉnh. Nhớ năm Quang Tự 13, 1887. Khi trước, tại núi Hồng Loa xin nghỉ phép đi triều bái Ngũ Đài, tức tên khác của Thanh Lương, bốn thỉnh Thanh Lương Sơn Trí, tới xưởng Lưu Ly ở Kinh Đô, hỏi khắp các tiệm bán sách cũ, chỉ tìm được một bộ, do vậy bèn mua về, nay cho ấn hành lưu thông, để người đời sau dễ tìm được, hầu cởi gỡ mối tiếc nuối của chính mình, thì may mắn nào hơn. Ngũ Đài tuy là đạo tràng của Văn Thù Bồ Tát, nhưng chưa hề thấy khi niệm danh hiệu Bồ Tát bèn cất lên lời tán tụng. Mùa hạ năm nay, một vị sư ở Hoa Nghiêm Lãnh là Tĩnh Thê xin tôi viết một bài tán để nghi thức niệm tụng được đầy đủ, bèn ghép thành 8 câu gửi cho thầy ấy, tán rằng: Văn Thù Bồ Tát Đức Nan Lượng, Kiểu Thành Long Trùng Thượng Pháp Vương. Long Trùng Thượng Phật chính là danh hiệu khi ngài Văn Thù thành Phật trong một đời thuộc quá khứ. Long Trùng Thượng Tôn Vương trong Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh lại là một đức Phật khác, chẳng thể lầm lẫn dùng làm dẫn chứng được. Nhân mẫn chúng sanh mê tự tánh, đặc phụ Thích Ca trấn huyền cương, vi thất Phật sư thể mạc chắc, tác Bồ Tát mẫu dụng vô phương, thường trụ tịch quang ứng chúng cảm, vạn xuyên nhất nguyệt ảnh hàm trương. Văn Thù Bồ Tát đức khôn lường, quá khứ thành Phật Long Trùng Thượng, do thường chúng sanh mê tự tánh, riêng giúp Thích Ca mở đạo huyền. Thầy bảy vị Phật thể khôn thấu, mẹ chư Bồ Tát dụng khôn ngàn, thường trụ tịch quang ứng mọi cảm, muôn sông trang hiện bóng muôn gương. 23. Lời tựa bản tu chỉnh Nga Mi Sơn Trí, năm Dân Quốc 23, 1934. Phổ Hiền Bồ Tát đạo chứng nhất chân, đức viên mãn lưỡng túc trụ cõi tịch quang, nhưng hư khỏi lòng từ, vận dụng lòng bi, phù tá đấng thiện thệ dùng quả để tu nhân, chọn đủ toàn thể của đức Giá Na thị hiện thuộc địa vị bổ xứ, kết quy đại nghĩa Hoa Nghiêm chỉ về Tây Phương, tùy chọn hết 10 phương pháp giới nhưng không nơi nào chẳng trụ trong chân cảnh. Hòn núi Đại Quang Minh này thật ra là đạo tràng ứng hóa vậy, xét đến ý nghĩa đặt tên thì chính là vì Phật quang hiện trong ban ngày, thánh đang xuất hiện trong đêm, giờ này vẫn thường chẳng hề ẩn diệt cho đến tận đời vị lai hòng khơi gọi quần xanh. Do vậy núi Báu Nga Mi này còn gọi là Đại Quang Minh, một tên đặt theo hình thế của núi, tên kia đặt theo thánh tích, cố nhiên chẳng có nhân duyên gì khác. Nhưng những kẻ không biết đến đức tướng của Bồ Tát, cứ muốn dựa vào lời kinh để làm bằng chứng rất thuyết phục, bèn lầm lạc dẫn câu kinh trong phẩm Bồ Tát trụ xứ của kinh Hoa Nghiêm: Phường Tây Nam có chỗ tên là Quang Minh Sơn, từ xưa đến nay các vị Bồ Tát trụ ở trong đó. Hiện đang có vị Bồ Tát tên là Hiền Thắng và các vị Bồ Tát quyến thuộc 3.000 người cùng thường trụ trong ấy để diễn thuyết pháp. Đức Như Lai ở bên Thiên Trúc thành đẳng chánh giác tại nước Ma Kiệt Đề giảng kinh Hoa Nghiêm lần lượt tại 7 chỗ, tổng cộng 9 hội. Hội đầu tiên được nói tại Bộ Đề Tràng, hội thứ 2, hội thứ 7, hội thứ 8 đều giảng trong điện phủ Quang Minh. Điện này cũng nằm trong Bộ Đề Tràng. Phẩm Bồ Tát trụ xứ là một phẩm được giảng trong hội thứ 7,
Trước hết nói đến bốn phương Đông Nam Tây Bắc, rồi đến bốn phương bằng Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, thứ tự của các phương vị dẹp dòi chẳng loạn. Những kẻ ấy thấy có ba chữ Quang Minh Sơn, liền tưởng ngọn núi ở phía Tây Nam được nói trong Kinh Hoa Nghiêm ấy chính là Nga Mi của nước Chấn Đán Trung Hoa, vì Nga Mi nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc. Đối với câu kinh, này có Bồ Tát tên là Hiền Thắng, bèn lầm lạc chú thích rằng tức là Phổ Hiền. Đức Phổ Hiền còn có tên là Biến Cát, chưa hề thấy Ngài còn có tên là Hiền Thắng. Viện dẫn kinh nhưng trái nghịch kinh sâu xa, ấy là muốn làm cho người khác sanh lòng tin, lại ngược ngạo khiến cho người ta giấy lòng nghi. Chẳng biết dẫu vận dụng trí huệ của Như Lai hết cả kiếp cũng chẳng thể nói hết đức tướng của Ngài Phổ Hiền. Trong 81 quyển của Bộ Kinh Hoa Nghiêm, thần thông trí huệ đức tướng đạo đức công nghiệp của Phổ Hiền Bồ Tát được phô diễn rõ ràng đến hơn 10 quyển. Nếu bỏ công nghiên cứu một chút há chịu dẫn giải sai lầm, giống như chỗ Luân Vương ngụ chính là Vương Đô, Kinh Thành, chỗ được quang minh chiếu đến sẽ chọn chẳng tối tăm. Do vậy trong bộ sơn trí hiện tại, đặc biệt lập ra một môn gọi là Bồ Tát Thánh Tích, trong môn ấy chia thành 6 chương. Một là thích danh, tức phần giải thích đại lược ý nghĩa danh hiệu Phổ Hiền. Hai là tu chứng, trích lục hai kinh Bi Hoa và Lăng Nghiêm để chỉ rõ nhân địa và công phu tu chứng của Bồ Tát. Theo kinh Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới thì Bồ Tát thành Phật đã lâu, bổn địa của Ngài nếu chẳng phải là Phật sẽ không thể biết được. Ba là đức tướng, trích dẫn đại lược những đoạn kinh Hoa Nghiêm xưng tán Bồ Tát thần thông đạo lực chẳng thể nghĩ bàn. Bốn là pháp yếu, nêu đại lược những pháp trọng yếu do Bồ Tát đã nói, nhưng phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện dùng 10 đại nguyện vương hướng dẫn về cực lạc, quyền thiện tài và khắp hoa tạng hải chúng nhất trí tiến hành hồi hướng vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Đấy chính là chỗ quy túc của kinh Hoa Nghiêm. Do vậy biết một quyển kinh này rộng mở pháp môn tịnh độ, quả thật là pháp môn tổng trì, thành thủy thành trung, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, thích hợp khắp ba căn phàm lẫn thánh đều cùng nhiếp thọ, hành nhân đời mạt đều nên y chỉ. Vì thế giao lục toàn văn để mong mọi người cùng chứng liên bang. Năm là lợi hành, trích lục kinh Pháp Hoa, kinh Quán Phổ Hiền hành pháp để nêu đại được những chuyện Bồ Tát bảo vệ che chở hành nhân. Sáu là ứng hóa, chỉ rõ Bồ Tát chứng chọn cùng pháp giới, tùy loại hiện thân trong 10 phương pháp giới, nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Vì vậy 10 phương pháp giới chỗ nào cũng đều có thể là đạo tràng của Bồ Tát, nhưng Ngài muốn cho chúng sanh có chỗ để gieo lòng thành, nên mới đặc biệt thị hiện ứng hóa ở núi Nga Mi. Phải biết Bồ Tát ứng hóa gồm có Phổ và Chuyên. Phổ là đại chúng đều được đích thân trông thấy, Chuyên là chỉ có chính mình tự hiểu rõ trong tâm. Ví như hiện tướng trên chót mây, mọi người đều cùng thấy. Bồ Tát hiện tướng đứng với viên quang trùng thân, dẫu có rất nhiều người cùng đứng sát bên nhau, nhưng mỗi người mỗi thấy thân Bồ Tát hiện cho chính mình, chẳng thấy thân hiện cho người khác. Đối với hai điều này đủ biết Bồ Tát thần thông ứng hiện không ngàn mé, phàm phu nhị thừa chẳng thể suy lường được. Đã có những nghĩa chẳng thể nghĩ bản như thế, cần gì cứ phải lầm lạc dẫn kinh văn để tự vu báng trở thành trò cười cho người khác ư? Những điều được chép trong bộ sơn trí cũ sai lạc rất nhiều, như với chuyện Thiên Tuế Bảo Trưởng trong quyển 2, nơi phần nêu tỏ ý nghĩa các kinh đã nói trước năm Quý Hợi 63 thuộc niên hiệu Vĩnh Bình đời Hán, Thiên Tuế Bảo Trưởng đã trụ tại núi này. Bổ công thấy dấu chân nai giống như hoa sen, liền theo đường tắt đến hỏi chuyện Ngài Bảo Trưởng. Ngài Bảo Trưởng dạy Bổ công qua Lạc Dương hỏi đạo với hai vị sư Ma Đằng và Pháp Lan. Năm Giáp Tý, Bổ công qua Lạc Dương ý kiến hai vị sư, người biên soạn sơn trí chẳng biết Giáp Tý 64 chính là năm thứ 7 đời Hán Minh Đế, năm 875. Năm ấy vua mới sai Thái Âm, Tần Cảnh, Vương Tuân vân vân sang Tây vực tìm kiếm Phật pháp. Đến năm Đinh Mão 67, tức năm thứ 10 đời Hán Minh Đế, hai vị sư mới theo những người ấy đến Lạc Dương. Theo chuyện Bảo Trưởng trong truyện Đăng Lục, Ngài Bảo Trưởng đến Trung Quốc vào năm Kiến An 24-219 đời Hiến Đế 196-220 nhà Đông Hán. Vào thời Ngụy Tấn, sư vào đất Thục lễ Đức Phổ Hiền ở lại chùa Đại Từ. Trong bản sơn trí cũ, chuyện này chỉ bỏ đi một câu Đông Hán Hiến Đế, sao chẳng lấy điều này để chứng tỏ sự sai ngoa trong Phật trên. Cả hai cảnh ấy đều còn mà vẫn chẳng thể nói ai đúng ai sai được ư? Chí giả đại sư cả đời chẳng đến Tây Thục mà bản sơn trí cũ cũng lập chuyện, lại còn nói đại sư với tôn giả Mậu Chân, tôn Trần Nhân đấu cờ vây trên bàn cờ khắc trên tảng đá dưới chân ngọn Hô Ứng, lại còn dựng Hô Ứng Am để ở.
đều dùng tiếng hô tiếng đáp trong khi đấu cờ vây để đặt tên cho ngọn núi Phả Am. Kẻ đặt ra thuyết này chẳng những không biết gì về ngài trí giả mà còn hoàn toàn chẳng thông Phật pháp. Ngài trí giả cả đời đem thân phụng sự pháp làm gương mẫu cho hàng hậu học, làm sao có thể hàng ngày cùng với ông tăng đạo sĩ nhàn tản thường làm chuyện phạm giới cấm nhà Phật, vui chơi đánh mất chí hướng cho được. Ngài Huyền Trang sanh vào năm Giáp Tý, tức năm Nhân Thọ thứ tư 604, đời Tùy Văn Đế. Anh ngài là tiệp pháp sư cho ngài đi xuất gia, sống tại chùa Tịnh Độ ở Lạc Dương. Năm 15 tuổi, do nhà Tùy sụp đổ, bèn đến Trường An, khi ấy nhà Đường mới thành lập, vẫn còn nhiều chuyện chưa thể giải quyết xong, chưa rảnh rỗi để hoằng pháp được. Ngài cùng với anh qua thành đô cầu học, chẳng bao lâu tiếng tăm lan xa. Năm Vũ Đức thứ năm 622, thọ giới cụ túc ở thành đô, sư tính lên kinh đô để mong nghe được những điều chưa từng nghe, bị anh giữ lại, sư bèn lén ra đi theo đường Tam Hiệp đến Hán Dương, tới Tương Châu theo đuổi chuyện cầu học hoằng pháp. Sau đó đến Trường An muốn theo gót các vị pháp hiển trí nghiêm, bèn kết bạn dâng sớ xin qua Tây Vực để cầu những kinh chưa có tại Trung Hoa. Thuở ấy cõi đời mới thái bình, Trung Hoa và ngoại quốc còn chưa quan lại nên vua xuống chiếu không chuẩn tấu, mọi người đều ngã lòng, riêng sư chẳng khuất phục. Vào tháng 8 năm Trinh Quán thứ 3 629, bèn lén ra đi, suốt cả 17 năm mới trở về Trung Quốc, đến Vu Điền. Sư liền sai người dâng biểu lên đường Thái Tông. Thái Tông ưu ái xuống chiếu đáp lời, lại còn hạ lệnh cho các quan chức có trách nhiệm dọc theo đường đi đều phải hộ vệ đưa đón. Sư nghe vua muốn hỏi tội sứ Liêu Tân, sợ trùng trình sẽ chẳng gặp được nhà vua, bèn lên đường đi suốt ngày đêm. Từ Liêu Sa đến Sa Châu đều do đường Cam Túc mà đến. Vua sắp các quan chức có trách nhiệm phải chuẩn bị nghi trượng nghênh tiếp. Đột nhiên sư đã đến Tây Tào của Kinh Thành, vị quan chịu trách nhiệm nơi đó không biết xoay trở ra sao, do căn cứ theo hành trình mà chuẩn bị nghi trượng, nhưng vì sư đi suốt ngày đêm nên mới đón hụt. Từ đấy hàng ngày sư lo phiên dịch, sự nghiệp chưa hoàn tất đã tịch. Lẽ nào có chuyện ngài còn trở sang Tây Vực, đến động Cửu Lão, núi Nga Mi, gặp Đức Thánh nói cả truyền dạy kinh ư? Chỉ vì đời đã xa, người đã khuất, qua bao lượt biển dâu, sách vở thất lạc, thiếu chứng cớ, đến nỗi đem chuyện sai lầm truyền tụng sai lầm, không cách nào khảo cứu để sửa cho đúng được, nên mới thành ra như thế. Vào cuối đời mình, ông Hồ Thế An thích đi chơi núi, tuy tin Phật nhưng chẳng lắng lòng nghiên cứu, vì vậy thâu thập rộng rãi những sáng tác nghệ thuật, biên tập thành bộ sách Dịch Nga Lại. Thật ra Dịch Nga Lại chính là công trình sưu tập văn học cho bộ sơn trí của Tưởng Hổ Thần, đời Thanh. Hổ Thần tự cho là bộ Dịch Nga Lại đã thâu thập hết những trước tác, chẳng sót một chữ nào. Nhưng những gì ông ta sao lục chẳng ngoài mô tả những ngọn núi chót vót, vách núi đẹp tót vời, tình huống gió mây biến chuyển, chùa chiền hưng thịnh hay suy sụp mà thôi. Còn đối với nguyên do Đức Phổ Hiền khởi lòng từ vận lòng bi và tại sao tứ chúng cạn lòng thành tận lòng kính thì vẫn chưa thể hình dung được chút nào. Huống hồ là quang cảnh rạng rỡ nơi bổn địa của Bồ Tát, tâm tứ chúng khế hợp biển giác thì làm sao có thể hình dung cho được. Thêm nữa, núi này xưa kia có quán miếu của đạo giáo, từ khi đại pháp hưng thịnh họ lần lượt trở về với lẽ chân quả sáng diệt yêu quái, chói ngời dựng chùa nơi ngọn núi trung ương. Bọn khoác áo lông, đại sĩ, đạo sĩ, cảm đức, lũ đội mão vàng trở thành tăng sĩ mặc áo thâm. Từ đấy nhất trí tiến hành quy y Tam Bảo, đạo giáo mất tăm mất tích đã hơn 1.000 năm. Đối với những chuyện về Đức Phổ Hiền và bậc cao tăng thuở trước, đã có kinh truyện để khảo chứng mà bộ sơn trí cũ vẫn còn ghi chép lắm điều sai ngoa. Huống hồ là những sự thực về đạo giáo vốn bị tuyệt tích đã lâu, há lại chẳng thể sai ngoa được ư? Hoàng đế đến núi Không Động hỏi đạo với Quảng Thành Tử như đã chép trong Thiền Tại Hiệu sách Trang Tử, thì làm sao lại có thể đến núi Nga Mi hỏi đạo nơi Thiên Hoàng chân nhân cho được? Thiên Hoàng chân nhân chính là Quảng Thành Tử, hoàng đế là người có trách nhiệm với thiên hạ, đâu thể nào sánh với tăng sĩ hay đạo sĩ nhàn tản tùy ý vân du. Đã đến Không Động hai lần ắt có sở ngộ, dẫu cho Quảng Thành Tử rời sang sống tại Nga Mi, lẽ nào hoàng đế lại tới Nga Mi? Huống chi đường sang đất Thục gian nan, đến nay vẫn còn nghe tiếng than vang dậy. Trong thời hoàng đế chẳng lẽ không khó khăn hơn hiện thời trăm ngàn lần ư? Vì thế biết những điều ghi chép ấy đều là bịa đặt, dẫu cho cực đích xác đi nữa cũng chẳng liên quan khẩn yếu, bởi những pháp được nói ấy đều là pháp thuộc về nhân thừa và thiên thừa trong Phật pháp. Đạo giáo ở Nga Mi đã tuyệt tích từ lâu, sao lại còn lập riêng pháp ấy để đến nỗi đời sau bị phân vân đổi đường, chẳng biết theo ngả nào. Bởi thế đem những chuyện ghi chép ấy bỏ đi gần hết, hòng dương cao Phật Nhật,
thích hợp khắp ba căn, chắc cũng được thiên hoàng chân nhân tán thành chấp thuận. Quang là một ông tăng tầm thường, sao dám dối xưng là bậc thông gia, hòng tu chỉnh bốn bộ sơn trí của tứ đại danh sơn. Nhưng do ở đậu núi Phổ Đà hơn 30 năm, năm Dân Quốc 11-1922, trì sự huyện Định Hải là ông Đào Tại Đông đề xướng tu chỉnh bộ Phổ Đà sơn trí. Thỉnh bậc túc nho trong vùng là tiên sinh Vương Nhã Tam chủ trì việc ấy. Đối với hít đạo nho, có thể xưng tụng ông Vương là bậc bác lãm. Nhưng đối với đạo Phật, ông ta chưa hề nắm được đường lối. Ông ta tu chỉnh sơn trí xong, bậc ký túc trong núi sai quang sửa chữa lại. Gần đây quang do khắc in các sách chọn chẳng được rảnh rỗi. Đến năm Dân Quốc 19-1930, hiểm quan tại thành Tô Châu mới in ra sách, thì một đệ tử là Lý Viên Tịnh nhiệt tâm làm chuyện công ích, nói Phổ Đà, Thanh Lương, Nga Mi, Cửu Hoa là tứ đại danh sơn của Trung Quốc. Thầy đã sửa đổi bộ Phổ Đà sơn trí thỏa đáng rồi đem ấn hành. Nhưng ba bộ sơn trí của Thanh Lương, Nga Mi, Cửu Hoa cũng chớ nên mặc kệ không quan tâm đến. Do vậy đặc biệt cầu thỉnh người trước kia đã soạn Quán Âm Bổ Tích cảm ứng tụng, Lịch Sử cảm ứng thống kỷ và Phật Học cứu kiếp biên là một đệ tử quy y ở Bành Trạch, tỉnh Giang Tây, tức cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh soạn cương yếu. Quang chỉ đảm nhiệm việc cắt xén cho thỏa đáng và ấn hành, còn việc rào chánh đưa về cho vị hiện đang ở nơi xa lãnh nhiệm vụ trụ trì chùa Thọ Lượng ở Cám Châu là Pháp sư Đức Sâm và cư sĩ Trần Vô Ngã. Thành Lương Chí đã in thành sách vào năm ngoái, Nga Mi Chí chẳng bao lâu nữa cũng sẽ cho ấn hành, Kỷ Hoa Chí chắc là trong khoảng từ xuân sang hạ năm sau sẽ in ra được. Bốn bộ sơn chí cũ chỉ có Thành Lương Chí là hay nhất, kế đến là Phổ Đà Chí, Nga Mi Chí lại kém hơn nữa. Kiểu Hoa Chí đứng hạng bét, ấy là vì ba bộ sơn trí đều do hạng nho sĩ chẳng thông hiểu Phật học sửa chữa, mới đến nỗi mua dương trả lại ngọc, kính trọng lính hầu, khinh mạn chủ nhân, chỉ dốc sức miêu tả hình thế núi non huyễn vọng, chẳng hình dung được chỗ Bồ Tát khởi lòng từ, vận lòng bi cứu khổ ban vui. Chú trọng đến núi, chẳng chú trọng vào Phật, làm việc điên đảo, tuy có sơn trí nhưng chẳng thể làm cho người thấy, kẻ nghe tăng trưởng thiện căn, gieo nhân Bồ Đề. Đấy là chỗ ngụ ý sâu xa của bộ sơn trí hiện thời, nên tôi trình bày đại được ý ấy. Nhưng vì chẳng phải là người đích thân trải qua cảnh sát nơi ấy, nên chẳng thể hỏi han tường tận được, chỉ dựa theo bộ sơn trí cũ và các kinh truyện để tra cứu điều chỉnh. Đối với những bậc danh đức gần đây và những kiến trúc mới, đều nhất là chẳng ghi thêm vào để khỏi vướng lỗi sót tên bậc danh đức bị chê bai, ghi tên một vị để sót cả vạn, người sáng mắt hiểu biết, ắt sẽ lượng thứ cho.